Dạ bạch sư, con có một câu hỏi liên quan đến tăng sự, làm khi các vị khi tăng đoàn làm tăng sự thọ giới tỳ kheo thì con thấy là các vị chư tăng ngồi chùm hổm, thì con không biết là cái đó có liên quan tới một cái gì trong quá khứ hay không. Với lại câu hỏi thứ hai là con thấy các vị tăng tạng thường cầm cái quạt, thì không biết là lý do tại sao có cái quạt đó. Cảm ơn sư. Việc là chư tăng ngồi chùm hổm thì do đây là một cái thông lệ, cái phong tục từ thời của Đức Phật. Thời Đức Phật mà khi làm tăng sự thì chư tăng ngồi chùm hổm. Nhưng mà khi mà về Việt Nam thì cái văn hóa người Việt thì cái ngồi chùm hổm nó hơi lạ, tại vì người Việt mình ảnh hưởng của Trung Hoa thì mình thích quỳ hơn là thích ngồi chùm hổm đó. Cái đó thì do cái phong tục tập quán thôi. Còn cái cây quạt á là như thế này: ban đầu mục đích của cây quạt đương nhiên là để quạt, tiếp theo á là để cho không có nhìn cái đối tượng ở trước mặt. Thí dụ như một vị sư mà ôm bát thì có thể ở miếng, các vị đó có thể cầm cái quạt đi theo, khi mà đi thì che cái mặt gì nè, mở cái nắp bát che cái mặt, đồ thì bỏ vô đó, xong rồi đậy lại tụng kinh chúc phúc che cái mặt để không có nhìn người nữ. Tại vì trong luật là vị tỳ kheo khi mà đi khất thực thì không có được nhìn vào mặt người nữ. Rồi một tác dụng khác là khi thuyết pháp á, thì khi nói thì mình để trước mặt á, là để chặn cái hơi của mình á, không có phà vô cái người nghe. Tại vì đôi khi cái hơi của mình nó bất tịnh, nó hôi, nó ô nhiễm, cho nên là chặn để cho cái hơi nó không có phà đến người nghe. Nó chỉ như vậy thôi. Còn nếu như mình xem cái quạt đó là một vật để trang trí thì đó mình nó sẽ là lại là một cái lỗi.